Tiểu thuyết Kovadis, tác giả Henry Sienkiewicz, người dịch Nguyễn Hữu Dũng, người đọc Trân Châu. Chương 39. Bác Isis vừa kéo dây buộc đôi bình lấy nước trong thùng chứa, vừa khẽ ngâm nga một khúc ca kỳ dị nào đó của xứ sở Ligi, và đưa cặp mắt tràn trề vui sướng ngắm nhìn Liga và Vinicius giữa những cây trắc bá trong vườn nhà ông Linus, trông họ hệt như hai pho tượng trắng ngần. Không một chút gió nào làm sao động trang phục của họ, bóng chiều vàng tím trùm lên thế gian trong khung cảnh thanh bình của ban chiều. Tay trong tay họ trò chuyện cùng nhau. Chàng Marek, liệu điều gì không lành có thể đến với chàng chăng một khi chàng rời khỏi Anxium thiếu sự ưng thuận của hoàng đế? Liga hỏi. Không đâu, nàng thân yêu của tôi, Vinicius đáp. Hoàng đế tuyên bố rằng ngài sẽ đóng cửa suốt hai ngày liền để cùng với Teknos soạn những khúc ca mới. Ngài thường hay làm điều đó, và những lúc như vậy ngài không hề hay biết, không hề nhớ gì đến những chuyện khác. Giả chăng ngay cả hoàng đế cũng có nghĩa lý gì đâu khi tôi được ở bên nàng, được nhìn ngắm nàng. Qua đổi nhớ nàng, những đêm gần đây tôi không tài nào chợp mắt, nhiều khi thiếp đi vì quá mệt mỏi, tôi lại chợt bừng tỉnh dậy với cảm giác là có một mối nguy hiểm nào đó đang rình rập trên đầu nàng. Có lúc tôi lại mơ thấy người ta cướp mất những con ngựa trạm mà tôi bố trí ở dọc đường. Những con ngựa sẽ đưa tôi từ Anxium về Roma, và quả thực trên lưng ngựa tôi đã vượt quãng đường ấy nhanh hơn tất cả các điệp sứ của hoàng đế. Tôi không thể thiếu nàng lâu hơn được nữa. Tôi yêu nàng quá mất rồi, Liga thân yêu, người yêu quý nhất đời của tôi ơi. Em biết trước là chàng sẽ về, theo lời em khẩn cầu, bác Isis đã hai lần tới nhà chàng trên đồi Carini để hỏi thăm tin tức của chàng. Ông Linus phải cười em, và bác Isis nữa cũng thế. Quả thực có thể nhận thấy là nàng biết trước việc chàng trở về, bởi lẽ thay cho bộ đồ thăm thường ngày, lúc này nàng đang mặc một chiếc stola mềm mại màu trắng, bờ da và mái đầu nàng vươn lên từ những nếp áo tuyệt diệu, nơm như những bông hoa mùa xuân đầu tiên nở xòe trên mặt tuyết. Dài đó thu mẫu đơn màu hồng điểm tô cho mái tóc nàng. Vinicius áp đôi môi chàng vào bàn tay nàng, rồi cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế dài đặt giữa khóm nho dại, vai kề vai, cùng lặng ngắm hoàng hôn, những tia sáng cuối cùng của sáng chiều lấp lánh trong mắt họ. Vẻ kiều diễm của ban chiều dần dần chế ngự hai trẻ. Chốn này thật lặng lẽ và thế gian mới đẹp làm sao, Vinicius hạ giọng nói. Đêm đang đến, vô cùng thanh tĩnh. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy mình hạnh phúc nhường này, hỡi Liga, nàng hãy nói xem, đó là cái gì vậy? Không bao giờ tôi lại ngờ rằng có thể có một tình yêu như thế. Tôi cứ ngỡ rằng tình yêu chỉ là dục vọng, là lửa sôi trong huyết quản, và mãi đến lúc này tôi mới thấy rằng có thể yêu bằng từng giọt máu, bằng từng hơi thở mà vẫn cảm nhận được vẻ thanh bình ngọt ngào đến vô biên kia. Dường như cả thần mộng lẫn tử thần cùng nhau ru đưa tâm hồn ta vậy. Với tôi đó thật là một điều mới lạ. Tôi ngắm vẻ bình lặng của những hàng cây kia và cảm thấy sự thanh bình tràn ngập trong lòng. Đến bây giờ tôi mới hiểu được rằng có thể có một niềm hạnh phúc mà cho tới nay nhân loại chưa từng được biết. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao nàng và bà Pomponia Cressina lại bình tâm đến thế. Phải rồi, chính Đức Chúa Christus đã cho ta điều ấy. Nàng chợt áp gương mặt tuyệt vời của mình vào vai chàng và thốt lên. Chàng Marek thân yêu của em. Nàng không sao nói được gì hơn, niềm vui sướng, lòng biết ơn và cái cảm giác rằng đến giờ đây nàng mới được thỏa nguyện yêu chàng đã khiến cho cổ nàng nghẹn lời, khiến mắt nàng ướt tràn những giọt lệ xúc cảm. Vinicius hoàng tay ôm tấm thân nhỏ nhắn của nàng, áp vào người mình dây lâu, rồi chàng nói, Liga nàng ơi, cầu cho được ban phước lành cái phước dây đầu tiên, tôi được nghe gọi tên người. Nàng khẽ đáp, Marek, em yêu chàng. Rồi đôi trẻ lại ẩn im. Đôi lòng ngựa quá căng tràn, không sao nói thêm được lời nào nữa. Những ánh hồi quang tím tím cuối cùng đã tắt đi trên những cây trắc bá, và khu vườn bắt đầu được giác bạc bởi một lưỡi liềm trăng. Lát sau Vinicius cất tiếng nói, tôi biết chứ, vừa bước chân vào đây, vừa được hôn đôi bàn tay thân yêu của nàng, tôi đã đọc thấy trong ánh mắt nàng câu hỏi, tôi đã thừa nhận giáo thuyết của Đức Chúa mà nàng thuận theo hay chưa? Chưa đâu, tôi chưa được rửa tội. Nhưng nàng biết vì sao không? Hỡi đóa hoa xinh tươi, vì ông Bavem bảo tôi rằng tôi đã làm cho anh tin rằng Đức Chúa đã giáng thế và đã chịu đóng đinh câu rút để chuộc tội cho thế gian. Nhưng để ông Pio sẽ rửa tội cho anh ở ngọn nguồn ân sủng, bởi chính ông là người đầu tiên đã ban phước cho anh. Chính tôi cũng muốn để nàng, hỡi người thân yêu nhất của tôi, được chứng kiến lễ rửa tội của tôi.
Tôi muốn mẹ đỡ đầu của tôi sẽ là bà Pomponia. Vì thế cho đến lúc này đây tôi vẫn chưa được rửa tội, mặc dù tôi đã tin vào đấng cứu thế và giáo thuyết ngọt ngào của người. Ông Pavel đã thuyết phục tôi, đã cải tín cho tôi, và làm sao có thể khác được kia chứ? Làm sao tôi có thể không tin rằng Chúa Christus đã từng giáng thế, một khi chính Đức Pio, học trò của chính Chúa, và ông Pavel, người đã từng trông thấy Chúa hiển hiện, đều nói như thế. Làm sao tôi có thể không tin rằng người là Đức Chúa, một khi người đã từng phục sinh, người ta đã từng gặp người cả trong thành phố, cả trên mặt hồ, lẫn trên núi, và những người được trông thấy Chúa, vốn là những kẻ mà miệng chưa từng biết đến dối trá bao giờ. Tôi đã tin vào điều ấy từ khi nghe Đức Pius nói chuyện ở Oceanum, vì ngay từ hồi ấy tôi đã tự nhủ, trên thế gian, bất kỳ một ai khác cũng có thể nói dối nhiều hơn con người đã thốt ra. Chính tôi đã nhìn thấy, nhưng hồi đó tôi vẫn còn e sợ giáo thuyết của các người. Tôi ngỡ là nó sẽ cướp mất nàng. Tôi cứ nghĩ là trong giáo thuyết ấy không hề có sự thông tuệ, không có cái đẹp lẫn niềm hạnh phúc. Còn hôm nay, một khi đã hiểu được nó, liệu tôi có còn xứng làm người nữa không? Nếu tôi không muốn rằng trên cuộc đời này sẽ ngự trị sự thật, chứ không phải điều dối trá, tình yêu chứ không phải hận thù, điều thiện chứ không phải cái ác, sự thủy chung chứ không phải là bội bạc, tình thương chứ không phải là lòng căm ghét, liệu có ai kia là kẻ không mong muốn, không thích được như thế hay chăng? Chính giáo thuyết của nàng lại răn dạy điều đó. Những học thuyết khác cũng muốn có công lý, nhưng chỉ một mình giáo thuyết này khiến cho trái tim của con người trở nên công bình. Ngoài ra nó còn khiến trái tim con người trở nên trung thành như trái tim của nàng và bà Pomponia. Tôi có là kẻ mù lòa mới không nhìn thấy điều ấy. Và nếu như một khi đã có Chúa Christus, Đức Chúa hứa hẹn một cuộc sống vĩnh hằng, một hạnh phúc vô biên mà chỉ có sự toàn năng của Đức Chúa Trời mới cho ta có được, thì liệu con người còn mong muốn điều gì hơn nữa? Liệu tôi có hỏi Ngài Seneca vì lý do gì mà Ngài lại khuyên người ta sống có đạo đức một khi tính tráo trở hiện đang mang lại nhiều hạnh phúc hơn? Thì chắc Ngài ấy sẽ không thể nào trả lời được một điều gì mạch lạc. Nhưng bản thân tôi giờ đây đã hiểu rõ vì sao tôi phải sống có đạo đức. Đó là vì cái thiện và tình yêu tỏa ra từ chính Đức Chúa Christus, và còn vì để một khi cái chết đã khép kín đôi mắt tôi sẽ lại tìm được sự sống, tìm được hạnh phúc, tìm được chính bản thân mình và tìm lại được nàng, hỡi con người thân yêu nhất. Tại sao lại có thể không yêu mến, không chấp nhận thứ giáo thuyết vừa nói sự thật vừa xua cái chết? Ai không đặt cái thiện lên trên cái ác? Tôi đã từng nghĩ rằng giáo thuyết kia chống đối hạnh phúc, nhưng Đức Pavel đã thuyết phục tôi rằng chẳng những nó không hề tước đoạt bất cứ một điều gì mà lại còn cho thêm nhiều nữa. Khó khăn lắm, tất cả những điều đó mới lọt được vào đầu óc tôi, nhưng tôi cảm thấy quả đúng như thế, bởi lẽ chưa bao giờ tôi sung sướng hơn và tôi không thể nào hạnh phúc hơn, dù tôi có dùng sức mạnh bắt được nàng và có được nàng trong nhà tôi đi nữa. Nàng vừa ngó cùng tôi, em yêu chàng. Những lời này tôi không tài nào có thể buộc nàng thốt ra, dù có dùng cả sự hùng cường của La Mã đi chăng nữa. Ôi Liga, trí óc mách bảo rằng đó chính là giáo thuyết tốt đẹp nhất của thiên giới. Trái tim cũng cảm nhận được điều ấy, và liệu có ai cưỡng nổi hay sức mạnh ấy chăng? Liga lắng nghe chàng nói và say sưa nhìn chàng với đôi mắt xanh thẳm, trong ánh trăng trong hệt như những cánh hoa huyền hoặc, và cũng bừng nở như hoa. Phải đó chàng Marek, đúng lắm, nàng nói, mái đầu áp chặt hơn nữa vào vai chàng. Vào giây phút ấy, cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Họ hiểu rằng, ngoài tình yêu ra, họ còn liên kết với nhau bởi một sức mạnh khác nữa, ngọt ngào mà không sao cưỡng nổi. Nó khiến cho ngay cả tình yêu cũng trở nên không thể chạm tới, không chịu ảnh hưởng của sự đổi thay, những đua tranh phản bội, thậm chí cả cái chết. Trái tim đôi trẻ chan chứa một lòng tin vững chắc rằng dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa, họ cũng sẽ không ngừng yêu nhau, không ngừng thuộc về nhau. Và vì thế, lòng họ tràn đầy một sự bình yên khôn tả. Vinicius cảm thấy đó là thứ tình yêu không những chỉ thanh cao và sâu sắc, mà còn hoàn toàn mới mẻ, thứ tình yêu thế gian cho đến nay chưa từng được biết, và cũng không ai có được. Trong trái tim chàng trai, tất thảy đã quyện lại để hình thành lên tình yêu đấy. Cả Liga, cả giáo thuyết của Chúa Christus, cả ánh trăng đang ngủ yên lành trên những cây trắc bá, cả cái đêm thanh bình này, chàng ngỡ như cả vũ trụ chỉ tràn ngập tình yêu mà thôi. Lát sau, chàng nói tiếp với giọng khe khẽ, run run, nàng sẽ là linh hồn của linh hồn tôi, nàng sẽ là người thân yêu nhất trên đời. Trái tim của đôi ta sẽ cùng đập chung một nhịp, đôi ta sẽ chung một lời cầu nguyện, cùng một niềm ơn đối với Chúa Christus.
Ôi nàng thân yêu, được cùng sống, cùng thờ phụng một Đức Chúa xiết bao ngọt ngào, và biết rằng sau khi cái chết đến, mắt chúng ta sẽ được mở bừng ra như sau một giấc ngủ ngon lành để nhìn thấy một thứ ánh sáng mới. Liệu còn có thể nghĩ thêm được điều gì tốt đẹp hơn nữa hay chăng? Tôi chỉ ngạc nhiên tại sao mình không hiểu ra được điều ấy sớm hơn. Nàng có biết tôi cảm thấy điều gì không? Rằng không một ai có thể chống lại nổi giáo thuyết này. Sau 300 năm nữa, toàn thế giới sẽ tuân phục nó, người ta sẽ quên đi thần Jupiter, sẽ không còn một vị thần linh nào khác ngoài Chúa Christus, sẽ không còn một thần miếu nào khác ngoài thánh đường Thiên Chúa giáo. Ai là kẻ chẳng mong muốn hạnh phúc cho mình? À mà tôi đã được nghe cuộc trò chuyện giữa ông Pavel với cậu Petronius, và nàng có biết rốt cuộc cậu Petronius đã nói thế nào không? Thứ này không phải dành cho tôi, song cậu ấy không còn gì hơn nữa để đáp lại. Chàng hãy thuật lại lời của Đức Pavel cho em nghe thế nào. Lydia nói, chuyện đó diễn ra vào buổi tối ở nhà tôi. Như thường lệ, cậu Petronius bắt đầu nói và đùa cợt với vẻ coi thường, nhưng ông Pavel bảo cậu ấy rằng, thưa ngài Petronius thông tệ, sao ngài lại có thể bác bỏ việc Đức Chúa Christus đã giáng sinh rồi phục sinh một khi hồi đó ngài chưa có mặt trên đời? Còn chính các ông Pius và Jean đã từng trông thấy Chúa, riêng bản thân tôi cũng được nhìn thấy người trên đường đi Damas. Xin trí thông tuệ của ngài trước hết hay làm ơn chứng minh rằng chúng tôi là những kẻ dối trá đã, rồi ngài hãy bác bỏ những bằng chứng của chúng tôi sao? Cậu Petronius bác rằng cậu ấy không hề nghĩ tới chuyện bác bỏ, bởi cậu ấy biết rằng có bao nhiêu điều mà người ta không hiểu nổi vẫn đang xảy ra và được những người khả kính khẳng định. Song cậu bảo rằng việc phát hiện ra một Đức Chúa siêu nhiên mới mẻ nào đó là một chuyện, còn thừa nhận giáo thuyết của ông ta lại là chuyện khác. Tôi không muốn biết, cậu ấy nói, về bất cứ một thứ gì có thể làm hỏng cuộc đời và hủy hoại vẻ đẹp của nó. Các vị thần linh của chúng tôi có thật hay chăng không phải là điều đáng quan tâm, nhưng họ đẹp. Bên cạnh họ, chúng tôi vẫn được phần vui vẻ và có thể sống không lo lắng là được. Khi ấy, ông Pavel bèn trả lời, ngài chối bỏ một giáo thuyết của tình yêu, công lý và nhân từ vì e rằng phải gánh chịu những nỗi lo âu của cuộc đời. Nhưng thưa ngài Petronius, xin ngài hãy suy nghĩ xem có phải cuộc sống của các ngài thật sự không hề vướng bận lo âu. Chính ngài cũng như bất cứ một người nào khác trong số những người giàu có và hùng mạnh nhất, buổi tối trước khi đi ngủ cũng không biết chắc rằng liệu khi thức dậy có nhận được bản án tử hình hay không. Xin ngài hãy nói đi, nếu như hoàng đế thâu nhận giáo thuyết này, giáo thuyết truyền bá tình yêu và công lý, thì có phải hạnh phúc của ngài sẽ được thêm phần chắc chắn hơn không? Ngài lo cho niềm vui của ngài, nhưng có phải khi ấy cuộc đời sẽ vui hơn không? Còn nếu nói về những thư điểm tô cho cuộc đời, về cái đẹp thì nếu các ngài đã dựng lên ngần ấy thần miếu với các kho tượng tuyệt vời để thờ phụng các vị thần linh độc ác, thù hằn, lan chạ và giả dối, thì tại sao các ngài không thể xây đền để thờ phụng một Đức Chúa duy nhất của tình yêu và chân lý? Ngài tự khen cho số phận của mình bởi vì ngài giàu có và sống trong lạc thú, nhưng đồng thời, ngài cũng rất có thể là kẻ nghèo hèn và bị bỏ rơi, mặc dù ngài xuất thân từ một gia đình quyền thế. Khi ấy hẳn ngài sẽ thấy tốt hơn cho bản thân nếu trên đời mọi người đều tin theo Đức Chúa Christus. Ở thành đô của các ngài, ngay cả các bậc cha mẹ giàu có cũng không muốn nuôi dạy con cái mà thường dứt chúng ra khỏi nhà. Những đứa trẻ được gọi là Aluna, và chính ngài cũng rất có thể là một đứa trẻ như thế. Nhưng nếu như song thân của ngài sống theo giáo thuyết của chúng tôi, thì điều ấy sẽ không bao giờ xảy đến với ngài. Khi tới tuổi thành niên, ngài cưới người con gái ngài yêu, ngài mong muốn rằng người con gái ấy sẽ chung thủy với ngài cho đến trọn đời. Ấy vậy mà ngài hãy nhìn xem chuyện gì đang diễn ra ở chốn các ngài. Biết bao nhơ bẩn, bao nhục mạ, bao bỉ báng đối với tình chung thủy vợ chồng, đến nỗi chính các ngài phải lấy làm ngạc nhiên khi có người phụ nữ nào đó sống đoan chính, những người mà các ngài gọi là Univia. Tôi xin thưa cùng ngài, những người phụ nữ mang hình Chúa Christus trong tim sẽ không bao giờ lừa dối chồng, cũng như đàn ông Thiên Chúa giáo không bao giờ phản bội vợ. Còn các ngài thì không tin cả vua chúa, cả cha ông, cả vợ con lẫn tôi tớ. Toàn thế giới run sợ trước các ngài, nhưng chính các ngài lại run sợ trước đám nô lệ của mình, vì các ngài hiểu rõ rằng từng giờ từng phút họ có thể dùng lên tiến hành một cuộc chiến tranh khủng khiếp chống lại sự áp bức của các ngài, như họ đã hơn một lần nổi dậy. Ngài đang giàu có đấy, nhưng ngài cũng không dám chắc liệu ngày mai người ta có buộc ngài phải từ bỏ của cải hay chăng. Ngài còn trẻ đấy, nhưng có thể ngay ngày mai ngài sẽ phải lìa đời. Ngài yêu đương đấy, nhưng sự bội phản đang rình rập ngài. Ngài say mê biệt thự và tượng đài,
nhưng có thể ngày mai ngài sẽ bị lưu đày đến những miền hoang vu của Vandataraya. Ngài đang có hàng nghìn tôi tớ, nhưng ngày mai tôi tớ có thể khiến ngài đổ máu. Và nếu thế thì làm sao các ngài còn có thể yên tâm, có thể sung sướng, có thể sống trong niềm vui được cơ chứ? Còn tôi truyền bá tình yêu thương, truyền bá cái giáo thuyết khuyên kẻ cầm quyền phải yêu người thuộc hạ, khuyên ông chủ phải yêu nô lệ, khuyên nô lệ phải phục dịch bằng tình yêu thương, thực hành công lý và lòng nhân từ. Và cuối cùng tôi hứa hẹn niềm hạnh phúc như một biển cả vô biên giàu dạt. Vậy thưa ngài Petronius, sao ngài lại có thể nói rằng giáo thuyết này làm hỏng cuộc đời, một khi nó sửa chữa cho cuộc đời, một khi các ngài đã được trăm lần sung sướng và vững dạ hơn nếu như nó chiếm lĩnh được toàn thế giới như đế quốc La Mã của các ngài đã chiếm lĩnh? Hỏi Lygia, ông Bavan đã nói như thế. Cậu Petronius bèn đáp, thứ ấy không phải dành cho tôi. Rồi cậu ấy giả vờ buồn ngủ ra về, khi đi ra còn nói thêm, ta thích nàng Eurydice của ta hơn giáo thuyết của các người. Hỡi người dân xứ Jude kia, nhưng ta không muốn tranh luận với người làm chi. Còn tôi lắng nghe những lời ông Pavel nói với tất cả tâm hồn. Và khi ông nói đến những người phụ nữ của chúng ta, trái tim tôi tràn ngập lòng ngưỡng mộ đối với giáo thuyết này. Giáo thuyết mà từ đó nàng đã lớn dậy như những đóa hoa huệ nhú lên về mùa xuân từ một mảnh đất phì nhiêu. Khi ấy tôi nghĩ thầm trong dạ, đó là Apopea đã dứt bỏ hai người chồng để lấy Nero, là Camgia, Crispinia, là Ligidia, là gần như tất thảy những người đàn bà tôi từng quen biết, ngoại trừ mỗi một mình và Pomponia, bởi vì bọn họ đã mua bán lòng tin về những lời thề thốt. Và chỉ riêng một mình nàng, riêng một người thân yêu của tôi đây là sẽ không chối bỏ, không bội phản, không dập tắt ngọn lửa, dù cho tất thảy những gì tôi tin đều đã chối bỏ và phản bội tôi. Vì vậy, tôi thầm nói với nàng rằng, tôi biết đền ơn nàng bằng cách nào đây nếu không phải bằng tình yêu và lòng thành kính. Nàng có cảm thấy rằng tôi đã trò chuyện với nàng tại chốn ăn xôm kia, trò chuyện hoàng còn không nghĩ, dường như có nàng ở bên tôi vậy hay chăng? Tôi yêu nàng trăm lần hơn lên vì nàng đã từng chạy trốn tôi mà rời bỏ cung điện hoàng đế. Tôi cũng không còn thích thú gì nó nữa cả. Tôi không còn ham những lạc thú và âm nhạc của nó, chỉ khao khát mỗi mình nàng thôi. Xin nàng hãy nói một lời thôi. Chúng ta sẽ rời bỏ Roma để về sống ở một nơi nào đó thật xa. Còn nàng không nhấc đầu khỏi vai chàng. Nàng ngước đôi mắt nhung, đang mãi suy tư nhìn lên những ngọn trắc bá đang được dần trăng giác bạc, rồi nói, hay lắm chàng Marek. Chàng đã có lần viết cho em về đảo Sicilia, nơi ông bà Olus muốn lui về sinh sống những năm tuổi già. Vinicius sung sướng nhắc lời, phải rồi nàng thân yêu, đất đai của chúng ta nằm cạnh nhau, bờ biển đẹp tuyệt vời, khí hậu lại còn ngọt ngào hơn. Ban đêm còn thanh bình hơn ở Roma, những đêm ngạt ngào hương thơm và sáng tỏ, nơi ấy cuộc sống gần như cũng chính là hạnh phúc. Rồi chàng bắt đầu mơ về tương lai, ở đó có thể quên hết mọi ưu tư. Chúng ta sẽ đi dạo trong những khu rừng, những khóm ô liu và sẽ nghỉ chân dưới những bóng cây. Hỡi Lyga, cuộc đời tuyệt vời làm sao khi được yêu nhau, được hòa hợp, được cùng nhau ngắm biển nhìn trời, cùng nhau thờ phụng một đức chúa ngọt ngào, cùng thực thi điều thiện và công lý trong yên bình giới chung quanh. Cả hai lặng nhìn về tương lai, chàng ôm ghì nàng sát vào người mình mỗi lúc một chặt hơn. Trong ánh trăng, chiếc nhẫn vàng hiệp sĩ trên trai chàng run rẩy lấp loáng. Trong khu lao động nghèo khổ, mọi vật đã ngủ say, không một tiếng động nào khuấy động sự tĩnh mịch. Chàng sẽ cho sếp em lui tới thăm bà Pomponia chứ? Lyga nói, chưa sao nàng thân yêu, chúng ta sẽ mời ông bà tới thăm nhà, hoặc chúng ta sẽ tới thăm ông bà. Nàng có muốn chúng mình sẽ đưa đức sứ đồ Piotr đi cùng không? Người đó mệt mỏi vì tuổi tác và công việc rồi. Ông Pavan cũng sẽ tôi tới thăm chúng ta. Ông ấy sẽ cải đạo cho ông Olive Blosius và cũng như binh lính lập các khu dân cư tại những vùng đất xa xôi. Chúng ta sẽ lập lên khu đạo Thiên Chúa Giáo. Lyga đưa tay nắm lấy bàn tay Blosius định đưa lên môi, nhưng chàng vội thì thầm, dường như sợ xua tan mất niềm hạnh phúc. Đừng, Lyga, đừng, chính tôi mới thờ phụng và ngưỡng mộ nàng. Xin hãy đưa tay cho tôi, em yêu chàng. Xong chàng đã kịp áp môi vào đôi bàn tay trắng như những đóa hoa nhài của nàng, và suốt giây lâu họ chỉ còn nghe thấy tiếng đập của trái tim mình. Trong bầu không khí không một hơi gió thoáng, những cây trắc bá đứng lặng yên, dường như chúng cũng đang nín thở. Đột nhiên sự im lặng bị rách toạc bởi một tiếng gầm bất ngờ, sâu thăm thẳm, dường như từ dưới lòng đất vọng lên. Cơn rùng mình chảy xuống thân mình đi ra. Pisit đứng bật dậy nói, đó là lũ sư tử đang gào thét trong các chuồng thú đấy. Cả hai bắt đầu lắng nghe. Trong lúc ấy,
Tiếng gầm đầu tiên được tiếng thứ hai, thứ ba rồi thứ mười vang lên từ khắp bốn phía, khắp các khu phố đáp lại. Có lúc trong thành phố chứa tới vài nghìn con sư tử nhốt trong các chuồng thú tại các đấu trường khác nhau, và nhiều khi đêm về chúng lần tới bên các giống sắt, tì cái đầu khổng lồ của chúng vào đấy để gào lên nỗi nhớ nhung đối với tự do và quan mạc. Lúc này đây chúng cũng đang nhớ rừng, con này đáp lại tiếng con kia giữa sự tĩnh mịch của đêm trường, khiến cho cả thành phố ngập tràn tiếng gầm rống, trong đó có cái gì dữ dội và buồn thảm rất khó tả. Những tiếng gầm ấy xua tan mất cái diễn cảnh tươi sáng và thanh bình của Liga. Nàng lắng nghe chúng với trái tim chợt thắt lại bởi một nỗi sợ hãi kỳ lạ và một nỗi buồn mơ hồ. Song Vinicius đã quàng tay ôm nàng và nói: "Đừng sợ nàng thân yêu, thế vận hội đã tới gần nên tất cả các chuồng thú đều đầy thú dữ em à." Rồi cả hai cùng bước vào nhà ông Linus, đuổi theo họ là những tiếng gầm gào mỗi lúc một dữ tợn hơn của lũ sư tử.